Thưa chào các em, hôm nay thầy dạy hình học lớp 11. Bài số 3, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Bài tập 17C, trang 103. Hôm nay thầy sẽ sửa một bài tập để giúp các em nắm được các kiến thức và kỹ năng sau. Một tứ diện có ba cạnh chung một đỉnh, đôi một vuông góc, thì ta có một hệ thức tương tự như hệ thức lượng trong tam giác vuông. Vậy để hiểu cái hệ thức tương tự như hệ thức lượng trong tam giác vuông, thì chúng ta qua làm bài tập 17C như sau. Cho hình tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc. Câu C nhỏ chứng minh 1 trên OH bình phương bằng 1 trên OA bình phương cộng 1 trên OB bình phương cộng 1 trên OC bình phương. Bây giờ thầy vẽ hình. Tam giác OBC là một tam giác vuông tại O. Thầy nhắc lại giả thiết của bài toán này, đó là OA, OB và OC đôi một vuông góc. Bây giờ thầy hướng dẫn các em chứng minh như sau. Trước hết, thầy gọi AA' là cái đường cao của tam giác ABC. Tức là AA' vuông góc với BC. Vì OA nó vuông góc với mặt phẳng OBC. Mà AA' thì vuông góc với BC, cho nên mình cũng suy ra OA' cũng vuông góc với BC theo định lý ba đường vuông góc. Vậy thì trong tam giác OBC, OA' là đường cao vẽ từ đỉnh góc vuông O. Do đó chúng ta có công thức 1 trên OA' bình phương sẽ bằng 1 trên OB bình phương cộng 1 trên OC bình phương. Mặt khác, ta cũng có tam giác A, OA' là tam giác vuông tại O, OH, vuông góc với AA'. Do đó, 1 trên OH bình phương sẽ bằng 1 trên OA bình phương, cộng 1 trên OA' bình phương. Từ hai hệ thức này, thì chúng ta sẽ suy ra hệ thức cần chứng minh. Bây giờ thầy trình bày lời giải. Vì AH vuông góc với BC
phải A phẩy. Nên chúng ta sẽ suy ra BC cũng vuông góc với OA phẩy theo định lý ba đường vuông góc. BC vuông góc với đường xiên AA phẩy thì suy ra BC vuông góc hình chiếu OA phẩy. Vậy ta kết luận OA phẩy là đường cao của tam giác vuông OBC vuông tại O. Do đó áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta sẽ có 1 trên OA phẩy bình phương bằng 1 trên OB bình phương cộng 1 trên OC bình phương. Vì OH là đường cao của tam giác vuông AOA phẩy, do ở giả thiết của bài toán là H là hình chiếu của điểm O trên mặt phẳng ABC, do đó OH là đường cao của tam giác vuông AOA phẩy vuông tại O. Do đó ta cũng có 1 trên OH bình bằng 1 trên OA bình cộng 1 trên OA phẩy bình phương. Từ hai hệ thức trên thì chúng ta thấy 1 trên OH bình phương bằng 1 trên OA bình phương cộng 1 trên OA phẩy bình phương. Chúng ta thay 1 trên OA phẩy bình phương ở hệ thức đầu tiên thì chúng ta sẽ được kết quả bằng 1 trên OH bình phương bằng 1 trên OA bình phương cộng 1 trên OB bình phương cộng 1 trên OC bình phương. Từ đây thầy sẽ quy đồng mẫu chung, thầy sẽ có 1 trên OH bình phương sẽ bằng OB bình phương nhân OC bình phương cộng với OA bình phương nhân OC bình phương cộng với OA bình phương nhân OB bình phương, tất cả chia cho OA bình nhân OB bình nhân OC bình. Vậy từ đó mình suy ra OH bình sẽ bằng OA bình nhân OB bình nhân OC bình chia cho OA bình nhân OB bình cộng OB bình nhân OC bình cộng với OC bình nhân OA bình. Vậy khai căn bậc 2, hai vế, ta sẽ được OH sẽ bằng OA nhân OB nhân OC chia cho căn bậc 2 của OA bình nhân OB bình cộng OB bình nhân OC bình cộng OC bình nhân OA bình. Và đây là một cái công thức rất quan trọng mà sau này chúng ta sẽ biết, đó chính là khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng ABC. Như vậy tiết học hôm nay là cái tiết thứ 3 để sửa bài 17, gồm có 3 tính chất của tứ diện vuông. Hai tính chất trước thầy đã nói rất kỹ, riêng tính chất thứ 3 này nó tương tự giống như tính chất của tam giác vuông. Đó là trong một tam giác vuông thì chúng ta có nghịch đạo của bình phương đường cao sẽ bằng tổng nghịch đạo bình phương của cả cạnh góc vuông. Tứ diện có 3 cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc, người ta thường gọi đây là một tứ diện vuông. Thì khi đó nếu hình chiếu của O trên mặt phẳng còn lại thì chúng ta sẽ có công thức 1 trên OH bình bằng 1 trên OA bình cộng 1 trên O bình cộng 1 trên OC bình. Như vậy thì bài tập này thầy đã hướng dẫn cho các em nắm được các tính chất của một tứ diện vuông, tức là có 3 cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc, và các em cần nhớ bài tập này vì chúng ta vận dụng bài tập này rất nhiều trong các bài tập khác, đặc biệt là ở trong chương trình lớp 12. Ở bài tập số 17, chúng ta biết rằng cho hình chóp SABC có AC, AB và AS đôi một vuông góc, nghĩa là đối với tam giác ABC thì trực tâm của tam giác ABC là trùng với điểm A. Bây giờ sang bài số 18 tổng quát hơn, đó là tam giác ABC không vuông, cho nên tam giác ABC sẽ có trực tâm là H. Và thầy cũng gọi K là trực tâm của tam giác SBC. Thì bây giờ người ta sẽ nói chúng ta chứng minh ba đường thẳng như sau: AH, SK và BC này độc quỷ tại A phẩy. Để biết được tại sao chúng đồng quy tại A phẩy thì chúng ta sẽ theo dõi video kế tiếp để chúng ta biết cách chứng minh. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài này. Thầy chúc các em luôn luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.